Dạ, em tên là Nhật Minh, 23 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch. À, hai bạn nữ ơi, hai bạn cho anh hỏi một câu được không? Hai em có ai thích chó không? Dạ không anh ơi, em thích mèo. Dạ mèo hả? Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Em lại ấn tượng bởi tiếng hát của anh Thư Tư. Tại vì em hát không được hay cho nên ai mà hát hay là em thích lắm. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Những thời gian rảnh rỗi thì em thường ở nhà làm bánh, nhưng mà chưa có ai để thưởng thức món bánh của em. Không biết hai anh có muốn về nhà để thưởng thức bánh cùng em không ạ? Anh tên là Kiệt, anh không nấu ăn giỏi nhưng mà anh có thể nấu tất cả những món mà em thích. Cho nên là có gì làm bánh cho anh nha. Không biết là anh thích ăn bánh nào ha? Chỉ cần bánh của em làm là anh thích hết. Chỉ cần bánh của em làm là anh thích hết. Em nghe nói có một cái anh có dòng máu Lai Hàn đúng không ạ? Dạ. Không biết anh có biết làm tteokbokki không ạ? Tteokbokki thì anh không biết làm, nhưng mà anh biết làm kimbap và làm bibimbap. Ồ, em rất là thích ăn món Hàn, món nào cũng được miễn là đi ăn cùng anh. Món nào cũng được miễn là đi ăn cùng anh. Dạ rồi. Mấy anh ơi, không biết là mấy anh có thích nuôi mèo hay là nuôi thú cưng nào không ạ? À? Anh thích nuôi mèo em. Còn anh thì không thích nuôi thú lắm em. Anh, vậy nếu mà nuôi em thì được thôi. Nếu mà nuôi em thì được thôi. Em có một hành động muốn làm. Hành động xin ta chứ xin chị chi? Dạ, em... Em làm gì? Gì vậy? Dạ, mọi người đang thắc mắc là em đang làm gì đúng không ạ? Đánh dấu. Em vừa mới đi quanh thế giới của em ạ. Có nghĩa là hai anh mình cũng đi Đà Lạt rồi hả? Anh đã từng tới những đâu ở Đà Lạt và địa điểm nào là nơi mà anh thích nhất? Nhà em là anh thích nhất đó hả? Bà khoái, có thả tính đi em ơi.